Nostradamus là nhà tiên tri lừng danh của thế giới. Ông được cho là đã tiên đoán chính xác những sự kiện trọng đại như cái chết của vua Henry đệ nhị, đại hỏa hoạn ở London hay sự nghiệp của Napoleon. Từ nhỏ thì ông đã bộc lộ tài năng trời phú của mình, đặc biệt là ở những bộ môn toán học, thiên văn học hay chiêm tinh. Lớn lên ông trở thành một bác sĩ, nhưng vì một biến cố của gia đình, ông đã bắt đầu sự nghiệp tiên tri vĩ đại của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nostradamus, nhà tiên tri vĩ đại và sự thật về những tiên đoán đúng đến đáng sợ. Lang y tài ba. Nostradamus được biết đến là một vị thầy thuốc người Pháp mang dòng máu Do Thái, chào đời ngày 14 tháng 12 năm 1503 tại Saint-Rémy-de-Provence, miền nam nước Pháp, sinh trưởng trong một gia đình Thiên Chúa giáo La Mã. Nostradamus là con út trong số 9 người con của bà Renier de Saint-Rémy và ông John de Nostradam, một nhà buôn lúa mì kiêm công chứng viên. Thuở nhỏ, Nostradamus nhận được sự chăm nom của ông bà nội ngoại. Họ dạy cho ông những khái niệm ban đầu về các ngôn ngữ cổ điển, tiếng Hebrew và thuật chiêm tinh. Ở tuổi thanh niên, ông được gửi đến Avignon để mà học tú tài. Hơn một năm sau đó, ông buộc phải rời khỏi đây khi ngôi trường này đóng cửa dưới tác động của trận đại dịch đen, tức là nạn dịch hạch. Sau khi rời khỏi Avignon, Nostradamus đã chu du khắp các vùng nông thôn, nghiên cứu về các phương thuốc thảo dược trong vòng 8 năm kể từ năm 1521. Năm 1529, sau nhiều năm làm công việc bào chế thuốc, ông vào đại học Montpellier lấy bằng tiến sĩ y khoa. Một thời gian ngắn sau thì bị trục xuất khỏi trường bởi người đại diện của trường là Guillaume Rondelet đã phát hiện ra Nostradamus từng hành nghề lang y. Theo luật đại học thời đó, bào chế thuốc thủ công là một ngành nghề bị cấm. Tài liệu về việc trục xuất này cho đến nay vẫn còn lưu giữ trong thư viện của khoa thuộc trường đại học. Tuy nhiên, vẫn có những nhà xuất bản và những người trao đổi thư tín với Nostradamus, sau này vẫn gọi ông là bác sĩ. Sau khi bị trục xuất, ông tiếp tục công việc bào chế thuốc và nổi tiếng với thành công với việc bào chế ra viên thuốc hoa hồng, được cho là có tác dụng chống lại căn bệnh dịch hạch. Biến cố và bước ngoặt. Năm 1531, Nostradamus đến Agen theo lời mời của Jules César Scaliger, một nhân vật tên tuổi thời phục hưng. Tại đây, ông đã gặp gỡ và kết hôn với một người phụ nữ không rõ tên, theo phỏng đoán là Henriette Dancos, và đã sinh cho ông hai người con. Nhưng nghịch lý thay, một biến cố được xảy ra năm 1534, vợ và các con đã qua đời do nạn dịch hạch. Từ đó, ông bắt đầu đi chu du khắp nước Pháp và Ý. Năm 1547, ông chuyển đến Salon de Provence, một thị trấn nằm sát biên giới nước Ý, định cư và tái hôn với M. Posat Genel, một quả phụ giàu có, sau này sinh cho ông đến 6 người con, 3 trai và 3 gái. Ngoài việc hàng ngày buôn bán mỹ phẩm, ông dành càng nhiều thời gian nghiên cứu về khoa học huyền bí và xa rời hẳn y học. Ông ra mắt quyển niên giám đầu tiên năm 1550, gặt hái thành công ngay lập tức. Điều này đưa ông đến quyết định mỗi năm sẽ ra mắt một cuốn. Theo người ta biết, có ít nhất 11 quyển niên giám chứa đựng khoảng 6.338 điều tiên tri. Tiếp sau đó, ông bắt tay vào biên soạn 1.000 bài thơ, công trình tạo nên sự lừng lẫy của ông đến hôm nay. Để tránh bị soi xét và kiểm duyệt, ông đã phải sử dụng nhiều biện pháp che đậy như ví von, ẩn chữ, chơi chữ, pha trộn thêm ngôn ngữ khác như tiếng Hy Lạp, Latin, tiếng Ý. Do vướng phải những vấn đề kỹ thuật mà 58 bài thơ sau cùng trong quyển Thế kỷ sấm, Century, thứ 7 đã không bao giờ được ra mắt công chúng. Những bài thơ trong quyển Những lời sấm xuất bản năm 1555 của ông nhận được phản ứng trái ngược nhau. Một số người gọi ông là bộ hạ của Satan, kẻ bịp bợm, tên dở điên dở khùng, nhưng lại được nhiều thành viên giới thượng lưu và quý tộc ủng hộ. Cái chết được báo trước của vua Henry đệ nhị. Catherine de Medici, hoàng hậu gốc Ý của nước Pháp, bà là một người mê tín đến lạ kỳ. Hoàng hậu đang tìm người có thể nói về tương lai của bà. Bà nghe nói về Nostradamus và đã thực sự biến ông từ gã nhà quê vô danh thành một người Paris danh giá. Hoàng hậu triệu ông vào cung, đây là cung điện lộng lẫy nhất châu Âu lúc đó. Có một đoạn thơ khiến nữ hoàng băn khoăn, có vẻ đó là dự đoán về cái chết của chồng bà, vua Henry đệ nhị. Sư tử nhỏ sẽ vượt qua sư tử già, trong cuộc chiến chỉ có một trận đánh. Nó sẽ đâm thủng mắt từ trong lòng vàng, hai vết thương và một cái chết thảm thương. Con sư tử nhỏ là Montgomery, chỉ huy cận vệ của nhà vua. Montgomery đã thách đấu với nhà vua lúc đó vẫn còn trẻ và kiêu hãnh nhận lời mặc cho nữ hoàng Catherine de Medici can ngăn. Nhà vua vẫn rất cương quyết, hai hiệp đầu Montgomery nhường nhà vua và bị gãy giáo. Hoàng hậu đến bên, cầu xin nhà vua dừng trận đấu. Nhưng nhà vua rất cứng rắn trước sự e dè của Montgomery. Vào phút cuối cùng, Montgomery đã cố nâng mũi giáo lên, nhưng cây giáo đâm vào mũi trụ của nhà vua. Phần bị gãy của cây giáo đã đâm xuyên vào mắt và họng vua. Nhà vua chết trong đau đớn ngay sau đó.
Ông đã chết đúng như lời tiên đoán của Nostradamus. Về cơ bản thì cái chết này đã làm thay đổi lịch sử nước Pháp và từ đó Nostradamus cũng trở thành nhà tiên tri được kính trọng. Hoàng hậu đã ban cho ông bổng lộc hoàng gia và ông được tận hưởng một cuộc sống vô cùng tiện nghi. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Những lời tiên tri đúng đến đáng sợ. Trong suốt cuộc đời của mình, Nostradamus đã tiên đoán chính xác rất nhiều thảm họa như dịch bệnh, động đất, chiến tranh, lũ lụt, hạn hán và những trận giao tranh. Những người hâm mộ Nostradamus đã ghi lại những sự kiện trong lịch sử thế giới được dự đoán đúng bao gồm Cách mạng Pháp, Chiến tranh Thế giới 1-2, cái chết của Napoleon, Hitler, công nương Diana và thậm chí là thành tựu khoa học tàu Apollo đáp xuống mặt trăng. Nostradamus tuyên bố rằng những dự đoán của ông về tương lai đều dựa trên những cách tính toán của các hành tinh và các vì sao với trái đất. Điều này bắt nguồn từ các nhà sử học cổ điển cũng như những biên niên từ thời Trung Cổ để lại. Trong thực tế, nhiều học giả tin rằng Nostradamus diễn giải ngày tận thế của trái đất từ những lời tiên tri cổ xưa, chủ yếu là từ Kinh Thánh, sau đó thông qua các bài đọc chiêm tinh trong quá khứ để dự báo những sự kiện xảy ra trong tương lai. Vận mệnh của một vị hoàng đế khác sống sau hoàng đế Henry đệ nhị 2 thế kỷ cũng được Nostradamus đoán đúng, đó là Napoleon, người bách chiến bách thắng nhưng lại thất bại ở Nga, rồi đánh mất vương quyền của mình. Những vần thơ của Nostradamus chỉ rõ như sau. Hoàng đế vĩ đại sẽ khởi đầu với một vị trí thấp kém và nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Khi ông giành được quyền lực tối cao, ông hoàng chiến bại bị lưu đày ở Elba, sẽ trở về Marseille qua vịnh Genoa, nhưng không vượt qua được các thế lực ngoại bang, tuy thoát chết nhưng vẫn phải đổ máu. Dự đoán hỏa hoạn ở London năm 1666, Nostradamus viết: máu của thần công lý sẽ bao phủ London, thành phố sẽ cháy vào năm 66, vị phu nhân mất địa vị tối cao và nhiều nơi bị hủy hoại. Thực tế, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại thủ đô London của nước Anh năm 1666. Đây là một trong những lời tiên tri hiếm hoi của Nostradamus có ghi rõ năm. Ngay cả những người hoài nghi nhất cũng phải thừa nhận tính chính xác của những lời tiên đoán này. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 3/4 London. Đến tận thế kỷ 20, địa vị của nhà tiên tri nổi tiếng này vẫn được khẳng định. Ông được xem là nhà tiên đoán đúng rất nhiều sự kiện lớn trong lịch sử, bao gồm cả những sự kiện đen tối nhất. Những lời tiên tri chưa thành sự thật. Nostradamus được cho là đã đưa ra một dự đoán chính xác về các sự kiện quan trọng của nhân loại, nhưng một số lời tiên tri của ông vẫn chưa thành sự thực. Theo Nostradamus, người chết sẽ chui lên khỏi những ngôi mộ của họ vào khoảng 5 thiên niên kỷ, vào năm thứ 7. Điều này có nghĩa là sự kiện sẽ xảy ra vào năm 2007 hoặc trong thế kỷ 71, nhưng rõ ràng là năm 2007 đã trôi qua mà không có đại dịch sát sống. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu đã chuẩn bị cho viễn cảnh đáng sợ này. Trong năm 2016, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ đã xuất bản một cuốn sách nhỏ mang tên 101 sự chuẩn bị cho đại dịch sát sống, chỉ ra những hành động hiệu quả nhất nếu đại dịch này thực sự xảy ra. Vào năm 2015, các nhà dịch tễ học tại Đại học Cornell cũng xác định một số nguy cơ tệ nhất xảy ra nếu người chết thức dậy từ chính nấm mồ của họ. Nostradamus cho rằng trái đất sẽ phải trải qua các điều kiện thời tiết cực đoan kinh khủng hơn bao giờ hết với 40 năm lũ lụt sau 40 năm hạn hán. Dự đoán này dĩ nhiên vẫn chưa trở thành sự thực, bởi vì nếu trải qua 40 năm hạn hán, nhân loại sẽ không thể sống sót vì không có nước. Tuy nhiên, thời tiết trên toàn cầu đang trở nên tồi tệ hơn vì sự nóng lên, và khu vực Bắc Mỹ cũng đang phải đối mặt với 98% nguy cơ hạn hán từ năm 2050 đến năm 2099. Theo nhà tiên tri nổi tiếng, Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường thế giới tiếp theo sau Mỹ. Nguyên nhân chủ yếu là vì Mỹ sẽ xảy ra nội chiến do một nạn đói nghiêm trọng. Cho đến nay, Mỹ vẫn dẫn trước nền kinh tế Trung Quốc khoảng 7 tỷ đô và người Mỹ tạo ra gấp đôi sản lượng kinh tế so với mức trung bình toàn thế giới. Dĩ nhiên, việc Trung Quốc nâng cao điều kiện sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh hơn, mạnh hơn so với hiện nay là hoàn toàn có thể. Trong quá khứ, chiến tranh thế giới thứ hai đã nhiều lần được dự đoán sẽ xảy ra, chẳng hạn như vào năm 1981 hoặc từ 1994 đến 1999. Ở thời điểm hiện tại và tương lai gần, với sự phát triển của nhiều loại vũ khí tiên tiến có sức hủy diệt khủng khiếp, chắc chắn các quốc gia phải cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định bắt đầu một cuộc chiến với quy mô toàn cầu. Qua đời vì biến chứng của bệnh gút và viêm khớp. Khi trưởng thành, Nostradamus bị mắc bệnh gút và viêm khớp. Trong những năm cuối đời, tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Ông bị phù nề, cổ chướng, có chất lỏng bất thường tích tụ dưới da và nhiều nơi trong cơ thể. Nếu không được chữa trị thì sẽ biến thành suy tim, xung huyết. Vào cuối tháng 6 năm 1566, Nostradamus yêu cầu gặp luật sư của mình để lập một bản di chúc, để lại nhiều tài sản của mình cho vợ con.
Vào tối ngày 1 tháng 7, ông được cho là đã nói với thư ký John DeChavney rằng cô sẽ không thấy tôi còn sống khi mặt trời mọc. Sáng hôm sau, mọi người đã thấy ông đã chết nằm trên sàn cạnh giường. Nostradamus được an táng tại một nhà thờ tại Salon. Sau đó thì ông được tái an táng tại nhà thờ Thánh Lauren. Một điều không phải ai cũng biết, ông thậm chí còn báo trước việc ngôi mộ của mình sẽ bị đào bới khi những kẻ phá hoại mộ Nostradamus, vì cho ông là tay sai của quỷ, đã quật nắp mộ lên. Chúng kinh hoàng khi thấy xác chết cầm trong tay một tấm kim loại khắc dòng chữ. Tháng 5 năm 1791, đó chính là thời điểm mà chúng đã quật mộ. Nostradamus có thực sự dự đoán được tương lai? Có một số quan điểm cho rằng những tiên đoán của ông thực ra chỉ là sự suy diễn của người đời sau, hay thậm chí là do trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả những lời tiên tri này đều được diễn đạt một cách mơ hồ và khó hiểu. Nostradamus hầu như không bao giờ chỉ rõ thời gian, địa điểm xảy ra các sự kiện, nên chẳng ai có thể dựa vào những lời tiên tri của ông mà đoán biết trước được điều gì sắp đến. Trong hầu hết các trường hợp, người ta chỉ có thể sử dụng chúng để chiêm nghiệm sau khi sự việc đã diễn ra. Chính cách diễn đạt mơ hồ, thiếu thời gian và địa điểm cụ thể trong phần lớn các lời tiên tri là lý do khiến một số ý kiến cho rằng Nostradamus chỉ đúng do tình cờ. Ông đưa ra tới gần 1.000 tiên đoán, mà trong gần 500 năm từ đó đến nay đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sự kiện trọng đại đã xảy ra. Vậy thế nào chẳng có những sự kiện tình cờ trùng với những gì Nostradamus đã viết? Hơn nữa, rất nhiều lời tiên tri của ông đề cập đến chiến tranh, thiên tai, chết chóc, những vấn đề thường gặp của lịch sử, thế nên khả năng trùng hợp lại càng cao. Cũng chính vì cách viết mơ hồ bí hiểm mà tiên tri của Nostradamus có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy theo suy diễn chủ quan của người đọc. Đó là chưa kể đến việc dịch lại các ghi chép của ông từ tiếng Pháp cổ thế kỷ 16 sang các ngôn ngữ hiện đại sau này cũng làm cho ý nghĩa ban đầu bị rơi rụng đi ít nhiều. Ví dụ như lời tiên tri thứ 97 của chương thứ 6 trong bản tiếng Anh là: ở 45 độ bầu trời bốc cháy, lửa bao trùm thành phố mới. Một số người cho rằng đây là tiên tri về vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, tâm điểm là thành phố New York. Đám cháy xuất phát từ trên không do máy bay đâm vào cao ốc và vĩ độ của New York là 40 độ 5 phút Bắc, khá gần với 45 độ. Tuy nhiên, nếu đọc bản gốc bằng tiếng Pháp sẽ thấy Nostradamus dùng một từ khác. Từ này có thể hiểu là thành phố mới, nhưng đồng thời lại là tên một thị trấn nằm ở ngoại ô Paris, có vĩ độ gần 45 độ Bắc. Như vậy, rất có thể Nostradamus muốn ám chỉ một sự kiện nào đó xảy ra thị trấn này, chứ không phải là vụ ngày 11 tháng 9 tại Mỹ. Tương tự, lời tiên tri thứ 24, chương 2 viết: con dã thú đói khát sẽ vượt qua sông, phần lớn hơn trên chiến trường sẽ chống lại Hitler. Đây vẫn được coi là một trong những câu tiên tri nổi tiếng về Hitler. Nhưng trên thực tế, vào thời của Nostradamus, Hitler lại là một địa danh nằm gần hạ lưu sông Danube. Có ý kiến cho rằng đây mới chính là điều mà Nostradamus định nói đến. Cuộc đời và những tác phẩm của Nostradamus luôn gây sửng sốt cho thế giới trong nhiều thế kỷ qua. Và dù cuối cùng ông có thật sự dự đoán chính xác những điều đã xảy ra hay không, thì cái tên Nostradamus cũng đã trở thành một phần khó quên của lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!